Ơ, sao anh vẫn chưa về à? Anh bảo anh đợi em mà. Cô nương à, cô nương có mời không để tè bóp nhà chờ. Ông chủ, xin hãy tự trọng. Tiểu thư đừng có kiêu ngạo nha. Chủ mà tự trọng là không có ai chơi với cô nương đâu. Chị ơi, chị thông cảm, quán nhà em đến giờ đóng cửa rồi ạ. Xin cốc cà phê làm gì mà căng. Em vào pha cho anh cốc nâu nhiều sữa nhá. Vâng ạ. Mẹ, mẹ đến em gì? Mẹ lại bị đá đúng không? Là mẹ đá. Hôm nay mẹ giữ hình tượng phụ huynh mộng cậu con một tí nhá. Bạn con à? Trai hay gái ấy? Con chả biết nữa. Nhưng mà cổ điện tao thế lắm mẹ. Ờ, thế thì kệ. Ừ, tức nhà. Con mà không đi ý. Mẹ biết thừa là mỗi lần mẹ dọa con lại sợ. Mà con cứ sợ là con lại không đi mà. Có đi không? Có đi không? Có đi. Có đi không? Có đi, có đi. Thế chứ. Dạ, thế vọng cọc. Tú ơi, anh về đây. Em ở lại đóng cửa cẩn thận nhá.